Chào mừng 93 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 15 tháng 10 năm 1930, 15 tháng 10 năm 2023 và 24 năm ngày dân vận của cả nước 15 tháng 10 năm 1999, 15 tháng 10 năm 2023. Vào sáng nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An tổ chức hội thi dân vận khéo trong lực lượng biên phòng tỉnh năm 2023. Đến dự có Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo tỉnh ủy Nguyễn Văn Đát, Phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy Nguyễn Việt Cường. Tham gia hội thi có 11 đội đến từ các đồn biên phòng trong Bộ đội Biên phòng tỉnh. Theo thể lệ, mỗi đơn vị tham gia thi trải qua 3 vòng thi, gồm giới thiệu về đơn vị, phần thi kiến thức, xử lý tình huống và giới thiệu mô hình công tác dân vận tiêu biểu bằng hình thức sân khấu hóa. Hội thi diễn ra trong 2 ngày 24 và 25 tháng 10, thông qua đó nhằm phổ biến tuyên truyền về hoạt động công tác dân vận, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt, đồng thời giúp nâng cao nhận thức, phát huy trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ chiến sĩ trong Bộ đội Biên phòng tỉnh về nhiệm vụ công tác dân vận trong tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế xã hội khu vực biên giới của tỉnh, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.